Alo. Alo ạ. Alo. À, chào bạn ạ, em lưu bên cổ phiếu Mỹ là cho anh ạ. Chào bạn. À, dạ, thì em tụi em có bảo em khi nào cổ phiếu Microsoft chết, em có xem tham khảo lại không? Có tìm hiểu đấy bạn ạ, nhưng mà chắc là khó quá. Khó hả? Kiểu khó với gì ấy? Bởi vì là mình cũng chả hiểu gì cả. Chẳng hiểu hả? Thế nói em, lấy lên đầu anh mà chưa hiểu hả? Em chưa hiểu chỗ nào? Bây giờ mình không biết cái gì cả thì đầu tư thế Vậy đó nào? hả? Thì anh nhớ như vậy hả? Muốn tụi em mà nói về cổ tức đó, anh có nhớ không? Có, tức là đầu tư tiền mà thì có lãi đúng không? Dạ, thì cổ tức là cái tiền lãi chắc chắn là cái công ty nào tích ra để chia lãi cho nhà đầu tư đấy. Dạ, thì nó dần tự nhiên là cho cái nào này đó. Đến ngày đến tháng mà mình có cổ phiếu của nó thì mình nhận được tiền này thôi. Đó, dạ. Thì ngoài cổ tức ra mà giá cổ phiếu nó có tăng lên thì anh có lợi thế. Còn trong trường hợp nó không tăng thì mình nhận tiền cổ tức thôi. Thế mà nó không không tăng mà nó giảm thì sao? Dạ. Nó giảm thì sao? Giờ giảm hả? Thì giảm thì nhận được tiền cổ tức thôi đó anh. Nó giảm thì là mình mất đúng không? Nó giảm thì mình mất đúng không? Dạ, giảm thì mình lỗ nhưng mà mình có cái tiền cổ tức nó bù lại cho mình thôi. Khi lúc nãy em nói đó, nó giảm giảm thì mình vẫn có tiền cổ tức. Tiền cổ tức là một khoản chắc chắn là dù giá nó tăng hay giảm hay là được yên kia thì em nhận được tiền cái cổ tức này hết. Cổ tức thì nó cao hơn tiết kiệm không? Dạ, cổ tức đó hả? Dạ, thì nói chung cổ tức thì nói cả theo quỹ từ 3 tháng một lần. 3 tháng Thì một còn lần. giống dạ giống như ngân hàng thì giống một năm em nhận một lần đúng không? Đó, thì nói chung cũng là nhìn được nhiều lần hơn là giống như tụi em bảo anh bên Microsoft đó thì cổ tức nó cũng cao so với ngân hàng á. Dạ, thì Microsoft thì nó trả cổ tức thôi, nhưng mà hiện tại thì bên em có cái thông tin mà cổ phiếu phát á thì nó thông báo trả cổ tức vào ngày mùng 5 tháng 1 ở đấy đấy, đâu tháng nào đâu tháng 1 đó. À, anh có biết JP Morgan đó, Cái gì á bạn? à, ngân hàng ấy nè, ngân hàng của Mỹ á, ngân hàng JP Morgan ạ. Morgan á. À, dạ JP Morgan ấy. Là cái gì? À, ngân hàng ấy, một ngân hàng lớn của Mỹ, ngân hàng hàng đầu của Mỹ luôn. À, ngân hàng Dạ, à. thì ngân hàng nó cũng giống như Việt Nam mình đây có việc không đánh vậy đó. Dạ, thì đấy là một ngân hàng lớn của Mỹ, nó thật thông báo trả cổ tức vào ngày 5 tháng 1 rồi đấy. Mức trả là 0.9 đô trên một cổ phiếu anh. 0.9 đô tức là khoảng tầm 21.000 một cổ phiếu ạ. Đó thì ví dụ như em có cứ có một cổ phiếu của nó thì em nhận được khoảng 21.000. Đó, ví dụ như em có nghìn cổ đấy thì em nhân lên là được 21 triệu đó. Chúng cổ tức thì lợi nhuận thì nó cũng tính theo số lượng cổ phiếu của mình thôi. Có bao nhiêu cổ phiếu thì anh nhân lấy. Dạ, anh có ý kiến một ý số cái cổ về lợi nhuận của mình ít lại chút. Đó là như vậy. Còn ngoài cổ tức ra thì nếu mà giá nó tăng lên được một mẫu thì anh có lời thêm một đô nữa. Ví dụ như cho anh nghìn cổ đi, anh lời được thêm nghìn đô nữa. À, nghìn cổ anh lời một tăng một giá thì anh lời thêm nghìn đô đúng không? Đó thì tầm 2-3 triệu. Lúc này em tính cho anh cái cổ tức là nếu em có nghìn cổ phiếu là cũng được 21 triệu nữa. Là được 44 triệu đó. Bạn Để giá ơi, tăng một giá. bạn ơi, bạn ơi. Tức là không có cổ tức của không có cổ phiếu của Việt Nam mà toàn của nước ngoài kìa. Dạ, mà Không có em bên đây hỗ trợ cổ phiếu Mỹ mà. ở Mỹ à? Mỹ Dạ. thì mình đã không biết tiếng Thì Anh, không biết trong... tiếng nước ngoài thì tổng cổ phiếu Mỹ khó quá. Dạ, cái này đâu cần tiếng Anh, chỉ là hoa tiếng Việt, cần tầng tiếng Anh gì đâu em. Cái này mình giao trên cái đó về trên có phiên bản tiếng Việt mà. Thì mình hôm mình Dạ. trước hôm trước mình cũng thấy bạn nghe nói vào là anh nhiều thì một năm có khi được mấy trăm triệu mấy tỷ một năm thì mình cũng thích đấy. Dạ, thì ở đó để anh lại, hôm nay em nói về cổ tức, giống anh đầu tư lô cho anh đầu tư một năm, anh để cổ tức cũng Thế thế thì cũng định định bán đất đấy, nhưng mà ok. sau thì mọi người gàn bạn ạ. Dạ. Mình cũng định bán đất để đầu tư, nghe cũng thích, một năm được mấy trăm triệu một một tỷ mấy tỷ thì nghe cũng thích. Mình cũng À, định em bán đất cũng nhưng mà mở em phải bán đất đầu tư gì đâu, anh có bao nhiêu thì anh đầu tư định cho thôi. không phải bán thì nhiều nhiều thì mới đầu tư mới lãi nhiều chứ đúng không? Dạ thì tất nhiên lâu tới cái lời cái số lượng nó nhiều thì tất nhiên cái lời nhận nó nhiều hơn, nhưng mà quan trọng là mình phải cái quản trị rủi ro, quản trị giá giảm ấy. Tức lúc này em cũng nói là có tăng có giảm đó, em có tăng có giảm chứ không phải là em nói hoàn toàn tăng đâu nhé. Thế thì các bạn Thì nói cổ là phiếu mà các bạn sẽ hướng dẫn đúng không? Thế mình dạ cũng tất nhiên thì bên em sẽ chỉ em cái cách quản trị vốn cho an toàn á, chứ không phải là giá em chắc chắn cho em là giá tăng đâu. Tất nhiên là thế giá thì nó có tăng có giảm, nhưng em chỉ em thì quản trị cái vốn lại cho nói chung mình đừng mất cổ phiếu được, mình mình giá giảm thì mình cứ để cổ phiếu lại đó. mình nghe cũng xuôi đấy, cũng thích đấy bạn ạ, nhưng mà bây giờ mà đưa vào vấn đề bây giờ bán đất bán đai mà Bản đất để đó đầu hả? tư Không thì thì nghe anh nói chung bên bên bản đất mọi đi người đâu, anh gan có ý ha.
anh phải em mà có ý kiến rồi vào mua anh bốt anh trả thử thị trường trưởng trưởng bác chứ không phải phân Ừ thì phân cũng lượng bây giờ gì cũng đâu, phải đổ vào vài trăm triệu hay là vài tỷ chứ đúng không? vài trăm triệu hả, không thì Ừ. là anh có bao nhiêu thì em đã tự bấy nhiêu thôi chứ không phải là mấy trăm triệu mấy tỷ gì hết. Bao nhiêu là bao nhiêu? Ít thế nào á? Thì nó giống như anh giống như trong cổ của mã này thì em vốn là tâm à, mỗi mỗi cổ phiếu của mã này là em vốn khoảng cái đô anh nhá, tức là 230.000 một cổ á. Ừ. Dạ thì em mua nghìn cổ thì 230 triệu, 230 anh mua triệu này. dạ thì em mua được Ừ. nghìn cổ phiếu của mã này, còn trong những trường hợp em mua nghìn 100 cổ thôi á thì em nhận được à, em vốn của em 2-3 triệu. Ừ, mình muốn là tập bây giờ tập trung vào không trồng trọt chăn nuôi nữa mà tập trung vào cổ phiếu đấy Cổ phiếu thì nói chung là ừ. anh phải em cũng phải chia ra cái nó thu thu nhập thụ động cho em thôi, cho cái nó làm việc chính của em thì em cần phải làm chứ giống như em Vẫn nói phải chung là làm mà chứ không phải đầu tư cổ phiếu mà đủ ăn à? kiếm thì tất nhiên em nói được anh là có đang phải làm thì em phải điều chỉnh cái vốn của mình đấy đúng không, dạ tất nhiên em phải có cách điều chỉnh vốn của mình cho em giống 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 như cổ phiếu ấy. Mình thì muốn làm cái gì là tập trung hết vào cơ chứ không muốn kiểu Nhưng như chơi mà bất ví dụ hai như nước thế cổ phiếu giống như là nó buổi tối đi mà giống buổi ngày anh làm thì anh làm gì, cổ hả? phiếu nói giá như là buổi tối mà giống cả ngày, nếu anh làm công việc của anh thì giống như cả ngày anh có Thế làm gì ban đâu, ban ngày không giao mất dịch thời à? gian. Ban ngày không giao Dạ dịch không, à? giá như buổi tối thôi anh, khoảng 9 rưỡi á, dạ 9 rưỡi anh bắt đầu giao dịch tới 4 giờ sáng á, chứ mình giống như anh ở nhà anh làm thì em phải ra Nhưng ngoài mà gì đâu đúng không. buổi tối giao dịch nhưng ban ngày mình cũng phải tìm hiểu, mình phải nghiên cứu chứ Dạ đúng đúng rồi, em cứ thế không? em phải thêm nhà chung công việc mình thì anh cứ làm đi, còn cái này kiến cứu thì anh cũng tất nhiên em cũng có thời gian thì anh nghiên cứu thế. Nói chung là nếu mà mình đã xác định làm thì mình phải tập trung vào mình làm chứ không phải là làm chơi được đúng không? Cưỡi ngựa xem hoa được Dạ đúng không? nói chung thì em Bỏ bao phải nhiêu tìm tiền hiểu ra cũng cơ phải mà. kỹ, dạ đúng rồi em phải tìm hiểu kỹ, nói chung em phải học một cái cách mà quản trị vốn á thì em đầu tư tiền mã nào nó cũng ok hết. Tức là mình ý mình nên là nếu mà chuyển sang đầu tư đấy thì mình sẽ chuyển hết sang để mình đầu tư. Chuyển sáng á, anh làm bên nhà Chuyển nông nghiệp thời là anh gian trong trong cái mình trong chăn cái gì nuôi trồng trọt à, chăn nuôi làm á, trang chăn trại nuôi gì em, bò hả hay là heo, bò lợn gà cá. bò gà cả hả. Nói chung là cũng Anh sao anh thích làm nông nghiệp nữa hay sao anh muốn chuyển qua cổ phiếu luôn, anh đi làm nông nghiệp nữa hả? thì làm nông nghiệp thì ngày xưa thì ban đầu là bố mẹ anh để lại cho nó cơ À sở như thế mà mình thì trình độ cũng không có thì phải làm nông nghiệp thôi. à em thấy kỹ sư họ đi làm nông nghiệp bình thường mấy, họ bỏ quê họ bỏ công việc của họ họ đi Kỹ làm nông sư nghiệp đó. khác còn mình thì khác, cái kỹ sư thì họ có trình độ mình không có trình độ. À thế hả, mà em làm nông nghiệp lâu chứ, em làm lâu chứ Năm mấy chục năm rồi. à, để cùng năm mới hả, à, người ta đang lớn đấy 20 năm trang trại lớn nhiều à, đất. vậy hả. Ui, em thấy chăn nuôi lên đợt mà giá cao rồi có tiền á. Có tiền nhưng mà cũng vất vả lắm, dịch bệnh vất Dạ vả đúng lắm. rồi, nông nghiệp thì cũng vất vả, giống giờ có cái dịch bệnh gì đó cũng khổ lắm. Thế thì cũng Dạ. muốn chuyển sang làm cái này cho nó nhàn, chỉ ngồi nhà Nhà văn phòng nhà. thôi đúng không? À ngồi nhà thôi Dạ. đúng không? Dạ thì em cứ giao dịch thì giống buổi tối mình giao dịch khoảng và qua điện thoại hoặc máy tính thôi, chứ Thế thì cũng phải đi ra mình ngoài. nghĩ là thế mình cũng muốn là bán bớt đi để mình đầu Bán bớt tư đi nhưng hả? mà nhiều người gan bảo là không phải dễ ăn thế đâu. Thôi mình trình Dạ, độ tất thấp. nhiên đó. Mình Tất trình độ nhiên là thấp thì em. mình phải vất vả lao động mồ hôi không thể dễ ăn được đâu. Dạ thì nói chung em cũng nói là để kiếm tiền hay gì em nói thì em là cách quản trị vốn cho an toàn thôi, để em đầu tư cho an toàn đó, rồi giống như mình đừng có tham quá, nếu mình có tham quá mình mua nhiều thì dễ bị lộ đó, quan trọng là mình phải quản trị cái quản lý cái lông tham của mình lại đó, đừng có mua quá nhiều đó, giống như cái số tiền của vốn của anh chừng đó là anh mua từng đó cổ phiếu thôi để cho nó an toàn, thì anh mua nhiều hơn á thì nó rủi ro cho anh đó, mình học cái cách quản trị vốn á thì em đầu tư cái mã nào nó cũng an toàn thì ok hết đấy. Mình thì mình muốn như này này, mình đã làm ấy thì mình đầu tư lớn, mình làm Đầu tư lớn lớn tập trung vào như kiểu mình cũng chăn nuôi lợn, chăn nuôi cá, mình thả hàng vạn con ấy. hả? Giống như Lợn anh có đến đầu tư bao nhiêu? hàng trăm con hả? Thì anh có đến đầu tư bao Tức nhiêu? là phải tiền vài trăm triệu hay tiền tỷ chứ còn đầu tư Vài trăm mấy triệu hả? mấy chục triệu thì đầu tư làm cái gì? Đúng Mấy không? chục triệu anh thấy ít hả? Em thấy anh đều thấy ít hả? Dạ thì nếu mà anh, nếu anh chưa có nhiều thì anh cứ vào ít, anh đã thử thị trường đã. Anh sẽ thử thị Không trường là giá mình thế nào rồi, nếu mà tốt thì anh ok anh đầu tư tiếp. Có tiền sao anh đầu tư tiếp? đã đầu tư mất thời gian là mình muốn đầu tư nhiều vào đấy và Nhiều hả? tập trung vào thôi, mình không chăn nuôi nữa. Dạ, mà anh giống như giờ anh chưa có vốn hả? Hay sao? Thì mình bây giờ mình chuyển hết cái vốn sản xuất của mình sang. Không nghĩ là do em chưa hiện tại chưa có hả? Thì bây giờ tự nhiên mà bỏ mấy tỷ ra thì làm gì có được đúng không? Giống viên mình, giống viên có một khoản tiền dự phòng gì đó chứ. Nhưng có một khoản tiền gì đó chứ. Làm gì có dự phòng mấy tỷ à bạn? Không nghĩ là mấy trăm. Hả?
mấy trăm hoặc là mấy chục. Mấy trăm mấy chục thì không muốn, ít quá. Dạ. Mấy trăm mấy chục thì ít quá, không thích. Ít quá hả? Ừ. Thì cháu thấy em thấy ít quá hả? Anh một đồng em đầu tư là em đầu tư được khoảng vài trăm hả? Vài trăm vài tỷ hả? Và thì mình mới đầu tư là đầu tư tiền tỷ, chứ đầu tư vài chục triệu thì đầu tư làm cái gì, đúng không? Bằng mấy Dạ, con chục lợn, triệu thì đúng vài trăm không? cổ phiếu đó. Ừ. Vài chục triệu, em đầu tư vài chục triệu thì em đầu tư vài trăm cổ phiếu. Còn nhóm em đầu tư mà từ mấy trăm triệu trở lên thì khoảng nghìn hơn nghìn á. Khoảng Không, hơn nghìn khổ đó. mình đầu tư là mình có đầu tư tiền tỷ các bạn ạ. Tiền tử thôi hả? Ừ. Nhóm tiền tỷ thì em bán bao nhiêu đất khoảng một mét hả? Mét là em đầu tư được đấy. Ừ, thì mình có đất đấy thì mình bán đi chứ còn gì đâu. Mình chuyển giao cho người khác thôi, trang trại chuyển giao cho người khác thôi. Đấy hả? Mà Ừ. anh bây giờ anh lại anh bán đó đó, em đang bán đó hả? Hả? Bây giờ anh đang bán đó hả? Không, hôm mình tính mình bán mà. Hôm mình tính mình bán. Thế thì sau thì gia đình gan bảo là không phải dễ ăn đấy đâu. Thôi mình Dạ. trình độ thấp thì cày cuốc thôi. Làm với sức lao động bằng mồ hôi nước mắt thôi chứ không lao động trí óc được đâu. À, em thấy giống nên tìm hiểu thì đấy, nên tìm hiểu là từ từ là cũng được mà anh, có gì đâu. Ờ thì mình cũng muốn như thế, mình cũng ham học mà. Thế ngày xưa cũng không biết gì thì cũng ham học lần mò để chăn nuôi trồng trọt thì cũng được, Mà bây rồi giờ dần dần được như thế. Nhưng bây giờ thì cũng thấy vất vả lắm, dịch bệnh mùa thất thu rồi mất mùa mất giá. Thế thì cũng bạn bạn nói thế hay, thế thì cũng muốn chuyển sang, nhưng mà nhiều người gàn quá bảo mình dở hơi, đang có bao nhiêu cái này làm ăn dễ dàng thế này thì chuyển làm sao được, mình sao có trình độ mà đú với thiên hạ được. nói chung thì em cũng nói Ừ. anh đó, anh nói cho anh phân phối thì cái của mình đầu tư của mình ta thôi á, công việc Ừ. chính thì mình tự làm, nhưng mà mình giảm tài làm được thì mình bỏ qua này bên thời gian bên này mà trước thôi, chứ không phải là Ừ. em nói bỏ anh bỏ bên kia luôn để em đầu tư bên này đó, chứ em cũng phải là nói anh bỏ hết Thế thì còn đôi khi đây mình nên nếu nhiều người người thấy anh cũng thấy cũng đúng thôi, giống như mình cùng công việc của mình thì mình tự làm thôi, giống anh thấy chính hay là kiếm thêm thu nhập phụ cho mình thôi, để giống như có thêm thu nhập phụ lúc mình về với tuổi đó. thế thì Dạ. mình cứ như thế này, tức là bây giờ mà mình đã nói với bạn ấy là mình đã đầu tư là mình tập trung hẳn sang một cái, mình không đầu tư cũng chăn nuôi nữa. Bởi vì là nếu mà mình dở dở dang dang kia, mình không lơ là thì có khi nó dịch bệnh nó cũng hỏng hết, bạn hiểu không? Dạ thì em cứ tìm hiểu thử đã, em cứ tìm hiểu ấy, khi hôm nào mà em tổng tự tin rồi ấy, thì mình vào đầu tư sau. Ừ. Dạ cho em cũng hỏi em phải đầu tư liền đâu, chứ không tìm hiểu Ừ. từ từ á rồi mình vào Ừ. đầu tư, chứ giống như mình chưa biết khi vào đầu tư thì nó cũng lộ thì cũng mất đi tính bên em thôi đúng không. Ừ. Dạ đó. Thì em cũng bảo quán cái mà ngân hàng đó, ngân hàng đó thì nó cũng tạo cổ tức qua tháng 1 nó trả đó, thì em Ừ. cũng bảo anh nhiều mà rồi, thì cái cổ tức thị trường nó có xu hướng tăng lên, giá cổ phiếu thường có xu hướng tăng lắm vì họ thường vào mua nhiều á thì họ Ừ. nhận cổ tức. Dạ đó Ừ. nên mình có thể cân nhau thời điểm mà trước cổ tức khoảng 7 đến 10 ngày gì đó thì mình vào mua, thì giống như có tăng trưởng thì mình bán ngay luôn, nó tăng lên 1-2 giá thì mình bán ngay luôn. Rồi. Dạ có vì thanh khoản thì cho nhân rất là nhân, có thể mua ngay bán ngay đó ấy. Đó nên có lời là mình bán ngay. Ừ. Dạ có thể được tiền ngay lúc đó, nhưng không phải là không phải chạy ở đây đang canh chờ người mua người bán gì hết á đó. Đó xong thì xem giao dịch của nó là 8 tiếng á, là lúc nào anh cũng mua bán được hết, nhưng mà ngoài giờ thì anh không giao dịch được nhá, thì nó chỉ giao dịch trong cái 8 tiếng đó đó. 8 tiếng trong một ngày thôi à? Dạ trong Vào khoảng ban thì đêm không thôi ai à? nữa đâu. Từ Dạ mấy giờ dạ đến buổi mấy đêm giờ? từ 9 giờ đến khoảng 4 giờ sáng á. 9:30 sáng thì phải thức đêm làm Dạ à? dạ không phải canh phải thức đâu, anh cứ đặt lệnh chờ sẵn cũng được, thì đây có lệnh chờ mà. Lệnh chờ Dạ á? ở đây giống anh cứ đặt lệnh chờ sẵn ở đó, nó mà khớp được cái giá đó cho anh thì nó tự đặt lệnh cho anh luôn. Lệnh chờ tức là ban ngày mình có thể đặt lệnh chờ được đúng không? Dạ không, trong cái phiến ạ, trong cái phiến mình làm lệnh chờ khoảng 9 giờ em vào vào phiến anh đặt cái lệnh chờ sẵn đi, để mà hành lên được cái giá đó hoặc giảm xuống cái giá mà anh mong muốn Rồi. á thì nó tự khớp cho anh luôn, thì anh phải ngồi cánh. Dạ nó như vậy đó, nếu mà nó mà được thì nó khớp cho anh, còn không thì thôi nó không khớp, nó cứ vậy đó. Rồi. À, anh cũng chưa mua gì hết, nếu mà anh nó khớp thì anh mua được cái lần đó, còn không anh thôi, còn anh cũng chưa đặt lần mua gì hết đó thôi. Dạ anh nhìn được không, Cũng hiểu đấy, nơ mơ đấy. mà anh có dùng Zalo không ấy? Chả biết có dùng không, bởi vì là hình như là Zalo của anh này, mấy đứa Zalo cháu này nó bảo nó có cài cho đấy nhưng mà có vào bao giờ đâu. à, có sai hả? Mà Ừ. sao anh vào thử, em vào thử đi rồi em gửi thông tin Thì qua mình anh đâu, em không biết vào. biết vào hả? Ừ. Anh có mật khẩu đúng không? Không biết thế nào cả, nhưng chúng bảo Em có có mật nhưng khẩu rồi. mà mình không biết vào. Nói chung Zalo thì phải có cái mật khẩu á, đi vào được. Ừ. Em hỏi cháu thử xem.
Em thấy em tìm cái số này thì hỏi Zalo là vô vàng, điện thoại Zalo của em không thì Rồi em thế sẽ chi để sau hỏi lại xong các em nó như thế nào, các cháu nó như nào. dạ thì em cứ mở Zalo được thì em mở đi, thì em gửi thông tin qua cho em trong thế mà, để em thì em muốn tìm hiểu thì mình cũng phải đọc thêm thông tin chứ không phải là em nói quá là chúng em cũng quên rồi Rồi thì đó, nên sau là có em khi phải gửi bảo cái thông tin qua cho rồi và các cháu nó gửi gửi mở dạ cho xem như nào. em bố rồi em kết bạn Zalo em là Hoàng Lữ, em có gửi kết bạn thôi. Dạ rồi em gửi thông tin qua cho em tham khảo á, chứ em nói trước anh quên thôi, là em cũng quên thôi Rồi rồi đó đó. Thì mà anh có mà chắc anh có dùng điện thoại đúng không, chúng anh có dùng điện thoại cảm ứng không? cái điện thoại cảm ứng là điện thoại như nào, điện thoại to to đấy Thì gì. dạ đúng rồi, Ừ, em lượt á, lượt 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 á, có dùng có dùng. có chưa hả? Có Chứ dùng vào anh để có mẹ xem cái YouTube ấy. YouTube đúng không, YouTube đi đúng không? Anh có máu không, mẹ anh có máu không, em chỉ xem giả đấy. Mạng như nào? Mạng 3G hay wifi? Wifi thì cũng biết vào đấy nhưng mà thôi nói chuyện thôi, còn lúc khác vào chứ bây giờ tự chỉ vào bây giờ cũng khó lắm. Có hả? Thì là nói chung là em cứ gửi cái bài Zalo em tưởng đi rồi em gửi thông tin qua cho em đọc thế. Rồi. Dạ, với lại là em để em chỉ qua Zalo em cùng tiền á, có gì mà giống bữa sau em chỉ em cách xem giả thì nó cùng tiền hết. Rồi. Dạ, em kết bạn Zalo em nhá, em nói cháu mở Zalo đi, rồi em kết Rồi, bạn Zalo em. cảm ơn bạn nha. Dạ, thôi bữa sáng vừa lại hả? Ừ. Dạ.